Giảng tiếp tục câu chuyện là cá ăn kiến thì kiến cũng ăn cá. Em nằm ở nhà chị thầy nha, hôm nay có dưỡng hai gì hai nhà lại được nằm trong nhà nhưng hết nằm ngoài kia rồi. Nằm ngoài kia gió riu riu, cái tính thì dễ ngủ mà nằm đó chút xíu là ngủ à. À, nay hết dám ngủ rồi, nay em bé nó lớn khôn rồi hết dám ngủ rồi. Ủa, mai không ngủ hả cô ai? Tao tưởng mai không ngủ nữa chứ. Chắc dám ngủ à? Ủa sao mày vẫn dám ngủ, không biết ai banh mắt mày ra à? Hơ, ngủ với chị lụm em á. Ai bảo dẫn mày vậy? Làm hả, thằng nhỏ hả? Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Ủa chứ không phải mày đái không được, ý mày đi đái không được à? Là nghĩ sao hả? Nhớ là hả mẹ hồi xưa cho ăn cái gì ta, ăn cái miếng ghẹ đi cho không nó dầm á, Miếng nhớ ghẹ gì? Ủa sao sang vậy? Ăn miếng ghẹ gì? cái gì mà hai cái yếm của ghẹ Ăn cứt ghẹ hả? á. Chứ cái gì? Chứ mày nói thông Cái đại gì luôn. mà cái gì mà để chống nó dầm á, để con nít ăn mà hay hay không ấy nó dầm á. Vú Vú ghẹ đúng rồi á đó. Đó nhớ hồi xưa mẹ em hay rút em ăn đó, mà làm gì có vụ đá dầm, lớn già hai mái tóc rồi còn đá dầm gì nữa. hai mái tóc kia để tao coi coi sao xạo. Ê sao mày xạo quá Lớn trời. già hai lưới tóc rồi mà kêu ủa sao mình còn đá dầm ta. Ngồi vậy coi mày làm gì á, mày làm như Đúng tức luôn á. tức cái gì mà tức, mày rảnh hơi quá à. Rảnh ủa xong mày thôi đó mà tức gì chi, Nằm nằm cho mai mốt đúng rồi hai thứ tóc là do mày suy nghĩ quá, người ta xong rồi thôi không ai nói gì hết sáng em mới biết được, em mới ấm mức hả, nghĩ sao cái danh dự người ta mà đăng mạng kêu hả xá xá rồi đăng quá đáng lắm luôn hả. thì lỡ thôi chứ giờ xong rồi thôi giờ mày Chị nói á, chị mới là đầu dây mối nhỏ đó cho câu chuyện này á. sao. Ủa chị Thứ làm gì? chị hả đổ hứa ác ôm, những người tàn ác được sống thảnh thơi, còn nhỏ hả tối ngủ không được. Coi vậy mà làm được, làm vậy mà coi được Mày nói á. bởi tao nói vô mày sợ mày đái hay là mày đái mày ngủ không được thì mày nói Trời đái đất ơi, nghĩ sao vậy? Chị giờ chị em phải dụ ông là chị giờ chị gọi ông đi. gọi làm gì Chị nói á là nay con tiền nó nghỉ làm YouTube rồi. Nó không có vô đây đâu, nó nghỉ làm YouTube luôn rồi. Nó đi lan bè cho ta. gì ăn Rồi gọi tí nữa chị dẫn ổng á qua chỗ em đang bèo á, rồi để em có lý do để em múc ổng. múc ông. Mấy Ê em là cái muỗng mà múc ổng. ơ nhưng mà người qua bển là mình định nói gì với ổng, Thì chị cứ gọi ổng rồi báo là em nghỉ rồi đi, gọi em. gọi ông đúng không, Ừ. ổng sẽ Coi bị sang chấn coi tâm coi lý. như vậy không có ở đây nha. Ổng sẽ bị sang chấn tâm lý. Alo. Nghe thầy ơi, gì hả thầy? Ủa anh sắp lên chưa? Anh chuẩn bị đi vô nè. Ơi chị nghe nè, con Tiền nó nghỉ làm với anh rồi. Nghĩ làm gì? Thì Sao nó vậy? nghỉ làm YouTube vu ơi gì đó, em khuyên hết nước hết cái rồi mà nó vẫn vậy. Ủa sao mà nói gì mà nghĩ, sao ai nói gì thì nó nghĩ? Nó nói là nó buồn á, chuyện hôm qua nó ấm ức nó đái không được. Cái gì vậy bà nội? Cái không cái gì. Nó cái gì vậy ta? Nói chung là túm lại là cái chuyện hôm qua đó. Qua anh ghẹo nó, em Ờ ghẹo nó chứ bộ phải anh ghẹo đâu, ôi nhưng em mà chơi nó chứ bộ anh chơi. nó nói anh là đồng bọn của em rồi nên nói vậy đó, rồi xong em khuyên quá trời, anh vô anh khuyên nó giùm em đi, em là em chịu thua em bó tay chấm cơm rồi. Cái đó là giỡn hết rồi, nó biết rồi cho nó có phải thiệt đâu. Thì đó em cũng khuyên đi chang nha anh á, em nói thì anh em vẫn qua vẫn lại hết thì thôi ai biểu giận. Thì cái đó là giỡn mà chứ có phải thiệt đâu, nó không biết vậy. Ôi thì nó biết nhưng mà bây giờ nó không hiểu, nó cố tình nó không hiểu, Nó nó nói gì nói là mà không. Nó mới nói với em nè, nó nói giờ nó nghỉ làm với anh, nó nó đi đó đăng rồi bèo rồi. nó đó đâu rồi Nó đi đăng bèo ở nhà cái chị làm bèo Lục Bình gì đó. em biết chỗ Biết sao không biết? không, thì là em thôi em qua em nói chuyện với nó đi, em cứ nói với nó. Trời ơi, em nói rồi, em nói là thôi anh em giỡn với nhau thôi, có gì đâu mà sao mày giận dai thù dai quá. Rồi nó nói không, nó nghĩ làm luôn rồi. Rồi thôi đi, để anh đi vô cái đã. Ờ anh vô anh giải quyết nó đi, thôi ạ. Em biết chỗ, em dắt anh qua. Dạ. Rồi, mọi người không kết quả với em nha.
nhưng mà không sao tao cũng chưa Hello hình mọi dung. người. Hello cả nhà. Em Em bình mình cá lọc. A few moments later. Mày ơi. Dạ, em đây nè anh Mười ơi. Ở đây nè. Ơ sao giờ này anh mới vô? Vô liền chứ giờ này là giờ nào? Trời ơi, cần gọi chứ. Ủa rồi nó nói với em sao? Nó nói với em mà nào? Ở lúc nó điện cho em hồi trưa nè, nó điện cho em nó nói là anh chơi quá đáng với nó mất chơi hết gì? Mặt mũi hả? Chơi gì quá đáng? Thì hôm qua nó kêu anh xó để nó không chịu xó. Em chơi nó chứ bộ anh mà đổ thừa anh. Ủa nhưng mà em kêu anh xó rồi sao anh không xó? Em về em gọi điện cho anh em nói là nó ngủ rồi, anh Mười em chơi em lụm con tiền này kia kia nọ giờ tự nhiên đổ thừa anh. Thì không biết nhưng mà giờ nó nói là chỉ có gì anh thì giờ nó cũng biết rồi, giờ nó cũng biết là giỡn thôi chứ có gì giỡn đâu mà. Thì nó nói là mất hết mặt mũi, nó khóc với em nãy giờ luôn, nó khóc muốn bầm con mắt sưng mắt nó luôn. Sầu sầu nó nói gì vậy? Ai biết ở lúc có điện em nó khóc thật chết, nó nói là sầu nó mà thiệt không thiệt nó đi đang cái gì? Đang giỏi lục bình, đang bèo á. Bèo nãy thì nói đi bèo tưởng nó đá bèo gì. Ở đâu rồi? Thì ở nhà kế bên nè, giờ anh đi với em đi. Đi. Em dắt anh qua liền nè. Chờ chút, chờ anh Thải vô đây, anh điện cho anh Thải luôn rồi. Sao ông Thải hả? Ừ, anh nói đó rồi, anh nói là anh tiền nó dần thấy dần hợp gì đó. Kêu đó, nó vô, nói anh chung men là, em đi chung luôn. Nói chung là anh vô, anh qua nói chuyện với nó thì em không biết đâu, em đã khuyên rồi mà nó chịu. Là em khuyên nó hồi nào? Không? Thì hồi lúc mà nó điện cho em nói là thôi anh em giỡn với nhau thôi mà có gì đâu rồi làm căng dữ vậy. Nó nói không chơi cái đó danh dự gái người ta mà cứ cái đó giỡn qua giỡn lại thì chơi từ đầu đã giao kèo rồi chứ có gì nữa đâu. Ủa thì em tự biết nếu mà lấy lý do gì đi không nói thì từ đầu giao kèo rồi thấy vô kìa. Ôi ơi đi 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 với tôi qua nói chuyện với con thầy ơi hôm qua ông với anh Hùng á chơi quá đáng với nó kìa, giờ nó giận nó nghỉ làm mày. Mày chơi cho đã giờ đổ thừa anh không có mắc cười. Anh là con trai anh chơi hết mặt mũi, còn em con gái em chơi nhưng không sao hết trơn. Về nó đi đâu hôm qua mày chơi nó mày đi, mày đi bán về mày thấy nó ngủ mày gọi điện mày kêu anh bày mưu cho mày chơi đi. Thôi ở đâu đi bộ hay đi xe hả? Đi bộ đi cũng gần đây à. Trời ơi có vậy mà nó nghỉ chơi. Nữa thì nữa chỗ làm dựng ông qua làm gì? Ủa thì dẫn ông qua nói chuyện không phải trái gì. Ủa em nói là em nghĩ đó mà. Ủa thì chị cũng nói rồi đó mà anh sao nói thì nói đi. Ủa anh ngồi qua đây làm gì nói chỗ em làm nha, không có giỡn chồng chờ ghẹo gì đâu được á. Hồi đó mấy bà chủ bà ra bà lấy chọi bà sách bà dí em chịu á. Chọc ghẹo gì tự nhiên ngày hôm qua. Ủa sao em không có gọi điện nói anh rồi à, quên chứ mẹ không nói anh mà đi nói với chị thầy. Ủa mà hôm qua em thông báo em nghỉ luôn rồi mà. Có chuyện giờ gì nghỉ? Giờ sẵn lên thì em nói em nghỉ luôn. Rồi cái này là cái gì? Cộng gì? Cộng gì kệ nó em Mười đừng có phá nữa. Mà sao nghỉ? Mà thôi Mười về đi. Ủa? Đùa thôi mà Thuyền. Đùa vậy mà đùa? Nghĩ sao cái danh dự người ta vậy mà đăng lên vậy hả? Trời có gì đâu anh. Nhưng mà cái đó giỡn thôi mà. Giỡn thì biết là giỡn, giỡn cái gì cũng được hết đó. Mà nghĩ sao anh đăng lên vậy? Thì mày mới vừa nói là giỡn cái gì cũng được thì cái đó cũng giao kèo rồi anh em giỡn qua giỡn lại hết hồi thôi. Mày cũng biết là giỡn chứ bộ sao không biết. Ủa biết là giỡn gì, biết không nguyên một đêm hả, không ăn không ngủ gì, lo lắng chằng chọc gì, tội nghiệp thằng nhỏ không. Thằng nhỏ là thằng nào nữa? Con nhỏ chứ. Lộn, con nhỏ. Cười gì mà cười anh nữa. Sao anh có sao đâu là anh sao? Sao đâu anh cười thẳng mặt người ta. Chứ chiều qua mấy thầy nó giỡn mà nó lấy nước nó đổ vô quần mày cũng biết vậy. Ủa sao mày biết? Chứ nó không nói à? Mới chưa sáng nay biết thì sao mà biết được. Thì sao chị Thì? Bạn có nói đâu. Giờ vậy nhà mày chửi chị Thì mới đúng chứ, tự nhiên mày đè mày anh nhưng mày chửi. Ủa cũng anh không? Anh bậy, chứ bà biết gì. Nhưng mà em thấy tiền nó nói đúng. Anh chơi quá đáng chứ, với tiền của trời của đất luôn. Nhiều cái không nói luôn á. Thấy không, cũng đổ thừa mình nữa anh. Thấy cũng qua lúc anh ngồi với em đúng không? Nó điện ra, nó nói anh Mười, em mới đi bán về, con tiền nó ngủ. Nó ngủ giờ mình chơi gì đúng không? Đúng rồi thì điện mà. Ôi nhưng mà cái đó là chỉ dẫn chơi thôi, ai biểu anh đăng lên chi. Thôi mà em nghĩ là thôi dẹp bỏ luôn đi, chứ giờ làm có bao nhiêu tiền đâu mà em nói là thiệt người ta hiểu thì không nói làm gì.
gì không hiểu, tao còn chỉ chỏ chỏ tao chửi không ra cái ôn bên học dịch lộn thú gì luôn á. Mình đó. Làm vui mà thì ai kêu em để ý mấy người chửi chi. Vui cái nội gì nhiều người hiểu, mình còn không nói đây còn nhiều người không biết hả? Tưởng con gái đứa con gái hư thúi vậy, ăn thì ngủ đái quần. Cười nữa, cười đó ơi. Cười là dư âm. Dư âm gì mà dư âm? Em nói thiệt chứ không nói giỡn nó thôi mà không, về đi. Giỡn, giỡn chơi thôi, giỡn làm. Thì thử thật thì mới vui chứ. Thôi vui ba. Hai người vui thôi chứ ai vui cho nổi. Biết đang không vậy? Biết đang không? Nghĩ sao biết đang? Nghĩ sao người ta đang biết bao nhiêu cái rồi mà kêu không biết đang? À quên chứ, sống bên chỗ này nhiều người đang này. Sống này sống đan này mà. Cái này kêu bằng gì? Một bình quê Bắc em là bèo á. Ê tiền ơi, vậy là tiền nói ổng nghỉ luôn đúng không? Ừ, giờ em nói luôn á, ba bằng một lời thì giỡn chơi mà. Bằng một lời thì thôi mà, mày nói thiệt là thôi. Làm có lương lương thì ba cọc ba đồng có triệu hai triệu à, thôi thả em bán này trăm mấy ngàn trăm mấy hai trăm cũng được, kiếm sống qua ngày đi chứ hả, làm cái đó hả cùng mày ăn chửi lên chửi xuống nữa thì tiền vừa làm cái này vừa làm cái kia nói với tụi em rồi mà, nói từ từ thì kênh nó phát triển lại từ từ, chứ giờ trước mắt thì làm kiếm tiền cà phê làm vui trước đi, lấy có anh vui chứ em thấy có vui gì đâu, cà phê cà pháo gì có mười mấy ngàn người xem mà làm hoài. Có mười mấy ngàn lượt xem ở đó anh vui chỗ nào, em thấy không vui chứ, còn bị chửi như là con không đẻ vậy. Tại vì mình bắt đầu mình làm lại từ đầu thì nó phải vậy, rồi từ từ làm nó mới phát triển dần dần lại chứ. Cái đó anh nói mấy đứa nhiều lần rồi, tự nhiên đâu giờ môi ra nói nữa. Đi quay về đi, xuống người tay đi Tuyền. Không, anh nữa. Anh sao đâu? Anh nữa. Anh đó là hả, kẻ chủ mưu giết người cầm dao mà hả, gì ta mượn lửa gắt tay người á, nhân cơ hội mà bôi dự danh dự người khác á, cười vô mặt người ta vậy á, quê á, nhờ những người như anh á, nhờ những người vậy á đó. Em nói từ từ rồi, nói nhanh sao em biết. Ơi ổng là người cười to nhất không qua luôn á thầy. Bởi vậy ổng ổng giả bộ khờ á, thì vui mà á. Vui mà vui gì mà vui, anh vui là người ta không vui. Không biết gì đâu. Cũng qua ai là người gọi điện ra thầy? Ủa thì đó. Ủa em gọi điện hồi nào? Em gọi điện ra em nói không, em đi bán về thấy mấy tiền nằm ngủ, anh mười chỉ em cái gì em chơi. Thì anh chỉ nói vậy còn em làm hết mà. Ủa em làm nhưng mà anh đăng clip em không có biết, em nói là xóa đi con gái người. Cái đó thì cho anh thôi mới đăng lên, tự nhiên là nếu mà thiệt sao anh đăng, thiệt sao anh dám đăng. Thì đó ai biết, bây giờ nó quê nó không dám đi ra đường ngẩng mặt nhìn ai rồi, nó đi toàn nó ức mặt xuống đất không á. Chứ sao người ta hả, người ta đâu biết đâu, người ta đâu biết thiệt hay giả đâu, người ta kêu hả con đùa thứ con gái hư thúi á, nó ngủ á, ngủ chút xíu vậy á mà đái quần. Ai tiền hay là nó không có chủ động chị làm với chị nghĩ làm với ổng luôn. Ừ bữa nay đi kiếm cái người đồng qua đây với em luôn thì học biết sao biết. Hiểu không, rồi sáng giờ mày đang được mấy cái rồi ta, mày đang ghê tiền làm như qua mặt mày răng vậy, nó ngồi nó đang tôi thấy biết, công nhận mày biết, mày mò. Không biết là mày bò từ sáng chiều được ba cái không nữa. Nghĩ sao vậy, sao không biết. Ở mình em nè, nhìn nè. Nhìn nè cái tay nè. Ủa một buổi mà mày làm được nhiêu đây ghê vậy. Ê một cái này là nhanh có tiền hơn là làm YouTube. Đúng rồi, với lại chị quyết định nào chị đi theo nhỏ luôn. Với lại người ta không có bằng nặng bằng nhẹ, tiếng lớn tiếng to với mình nữa. Người ta không có chữ của mình á. Khoan nói gì đâu Tuyền. Anh có nói gì đâu mà em nói mặt nặng mặt nhẹ. Ơ nhưng mà ổng qua ổng cười của mặt nhỏ, ổng cười là hơi bị lớn cái gì đó. Anh có cười đâu, không thấy nó cười cả. Trời, anh khỏi, em biết hết rồi. Thì anh thấy vui anh mới cười chứ anh đâu có phải là Nhưng mà ông cười chứ nỗi đau người khác, ông có thấy quá đáng không? Ông với ông người quá đáng thôi, tôi nghĩ là đi về hết đi. Anh biết mấy người mà trong showbiz á mà người ta bị trầm cảm, bị sốc tâm lý là do ai không? Rồi là gì? Do những người như anh á, cười trên nỗi đau của người khác á. Đúng mà rồi đó. Phải showbiz show chậu gì đâu mà mày nói. Thì em không showbiz nhưng mà em đang lấn thân vào showbiz. Mình là nông dân, mình kì làm vui mà. Vui gì mà vui không cứ. Người thì chăn bò, người thì bán vé số, cà lem, mày đặt showbiz. Người thì chăn bò, người thì bán vé số, cà lem, mày đặt showbiz. Nhưng mà không có gì đâu đó, đi về đi. Giờ thì đi đang gì? Đang bèo. Thôi đi về. Ủa mày đang nói gì mà vui nó chịch lít vậy tiền. Tiền sức cái quay kìa. Nó bị xúc ra chứ gì đâu. Gắn lại. Đó vậy thôi. Nghỉ đi.
nghỉ đi mai nói bà chủ đi rồi em làm bữa thôi. Em nghỉ là nghỉ anh á, em nói rồi, em tuyên bố rồi, nghỉ là nghỉ. Không có một là một, hai là hai. Ôi đúng rồi đó tiền. Không có phải hai là một được, tính em đó giờ vậy rồi. Sao anh nghỉ? Sao gì thì nó nói nghỉ thì nghỉ đi, còn ông muốn làm thì anh với anh mời làm đi. Đó giờ chị thì nghỉ luôn đó, giờ hai chị em mình đi đem mèo luôn. Đi bán cái số chị đi. Hai anh được làm gì được? Chị tranh thủ đi bán cái số tối vậy chị. Làm cái đó thì thấp hợm ngày nào cũng lo chết mẹ. Hôm nay mình có bị tròn không ta? Ai tao cái tim nó thọng xuống đất. Ai cũng vậy mà, anh cũng vậy thì tôi về làm chung cho mấy anh em cho vui. Thôi mà hai anh đi làm đi. Anh mới biết cười với người ta không à. Không có giỡn, mặt canh mà giỡn gì. Không mà dẹp đi. Ủa dẹp gì? Ủa mới hỏi người ta làm như vậy xong đó. Khang thỏng quá chị thì chị em nghe chứ. Em nói rồi đó. Lẹ đi không mà bà chủ bà ra bà nghe ồn ào quá. Bà ra bà xách chợ chà bà dí á. Tới người ta đâu rồi? Mà làm gì làm gì làm chứ đi ba đang ba bèo gì chứ. Ủa chị đang có sao đâu. Ủa đang có tiền nữa. Cực nhưng mà em ngồi cực. Từ sáng tới chiều. Ủa nhưng mà được cái tim không thọng cái đất đúng tiền đúng không? Ờ đỡ phải lo, đỡ phải mất danh dự. Ờ trời cái này đỡ đi ra đường á còn ngẩn ngơ mà tôi là người đang bèo nè, tôi là vậy 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 đó chứ không phải là trời cái con nhỏ đó nó đá trong quần kìa. Trời cái này đỡ đi ra đường á còn ngẩn ngơ mà tôi là người đang bèo nè, tôi là vậy 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 đó chứ không phải là trời cái con nhỏ đó nó đá trong quần kìa. Làm buổi thôi. Em nói thật. Đi về nhà chị thầy là. Mà cái này là em nói thật 100% luôn. Em cứ nói tới nói lui nữa, nãy giờ anh tưởng em nói giỡn hả? Không, bữa nay nó quyết tâm rồi, nói thiệt. Cùng nghề đang thúng cúng người. Đang mê. Cúng cái gì? Túng nghề đang mê. Em có làm gì đi nữa cỡ em. Em có làm cái đó nữa. Thôi đi về đi. Chuyện này nè. Chỗ em làm không có giỡn đồ đâu. Một tí nữa người ta vô làm nữa. Rồi anh chị ngồi đây rồi sao? Bữa giờ mấy anh em làm chung thì nhìn tiền nghỉ đi, ai mà vui cho nổi. Thì giờ em xin nghỉ đó. Thì có anh với anh mời đó. Em nói là em không ai giỡn. Giỡn không mà giỡn, em nói thiệt. Thôi em thấy làm cái này coi bộ chắc ăn hơn á. Khỏi mất công để khỏi ai soi nấu. Anh em đang làm vui nói gì trời. Nãy giờ anh tưởng giỡn không á trời. Giỡn không mà giỡn. Em thấy anh chơi thì cũng quá đáng thiệt. Em đã nói rồi á, là đừng có đăng lên là cái đó là cái chuyện xấu hổ của con tiền đi đăng lên chi vậy? Hổ gì cái đó giỡn, em là người giỡn. Ôi thì em là giỡn nhưng mà em đã nói là đừng có đăng mà sao anh cứ đăng vợ con nhỏ giờ đi không dám nhìn mặt ai hết trơn á. Người ta cũng biết là giỡn chứ em đổ nước vô mà em nói gì vậy? Ôi thì em đổ nước nhưng mà anh nhưng mà người ta nếu người ta hiểu thì không nói, mà người ta không hiểu rồi nhìn chỉ chỏ nó nhỏ nhỏ này lớn rồi còn nó dầm nữa rồi sao nó lấy chồng? Hỏi gì chơi gì kỳ cục quá mà đáng này ngu quá em đang nghĩ ngồi á giờ để che làm ăn nữa. Thôi chỗ người ta làm ăn mà cứ khi cứ về kia mày cũng làm ăn mà Tuyến. Dạ giờ là em quyết định là em nghỉ rồi đó. Em làm cái này còn có ăn hơn á. Làm cái kia anh thấy cũng hơn rồi, mới nhìn làm còn ăn còn chơi còn vui nữa mà. Làm cái mới này thì làm cái ăn thôi. Anh vui đi, còn không là em ra hả? Anh nói nữa là em ra em luộc hết đàn bò của anh luôn á. Trời ơi, có đẻ thêm được có mấy con rồi cũng đòi luộc hết nữa. Em ra em cắt từng cái đuôi bò vô em nấu đậu đó, đừng nói nhiều. Cắt đuôi bò là bán cho ai? Thì đi kiếm người khác đi chứ giờ nghĩ sao mà đi làm gì với nhỏ con gái với bộ phải như là cái gì đâu. Thì đang bốn người đang vui đang quen rồi thì nó dễ giờ thì kiếm ai. Tôi thấy không vui không nổi nó nghĩ sao mà làm em tôi vậy tôi cũng bị mất mặt chứ bộ. Làm đi nói nó này đi giờ nó nói vậy. Đi về đi, ở đó mà còn cứ ở đó mà tiền gì nữa. Ở người ta la kìa đi, nó chửi đó, chửi em nữa. Nhưng ơi, con bỏ nó đi. Nhưng ơi, quay lại đi. Ê, kìa đây. Ủa sao còn quay lại nữa? Quay lại làm cái không gì rồi. Nữa? Không. Gì? Đuổi giùm con đi, chủ nợ. Em qua đi chơi tí đi. Kìa đây, ông cũng tốt mà, ông đùa, ông nào có gì đâu.
gì đùa vui thì anh làm đi, em không làm nữa. Nói chung là ổng cũng tốt thiệt, nhưng mà chơi cái đó là chơi quá đáng với con gái người ta. Thì bất quá thì bảo ổng là sau rút kinh nghiệm thôi. Ủa nói bao nhiêu là ổng có rút được kinh nghiệm đâu mà ổng có kinh nào quên. Nhưng mà quên, định nói cái gì tiền. Thì ủa nói bao nhiêu là ổng có rút được kinh nghiệm đâu mà ổng có kinh nào quên. Nhưng mà quên hả, định nói cái gì tiền. Thì mình nói ổng hiểu đâu mà sao đâu làm vậy chứ đâu, ổng cũng anh em cũng vui vẻ nhau mà có gì đâu. Thì có mà nói ông vui thì ông với ông Hùng làm đi. Thì nói thì nó đùa chứ, mình nói ổng là ổng hiểu rồi, mai mốt không có tình trạng đó nữa. Giờ anh về không? Nên để em lấy cái cho cha. Thì sao về anh đứng ngoài cứ nói vậy, em nói mà không làm nữa là không làm nữa. Thì về thì từ anh về thôi, có gì đâu mà về làm. Nhưng mà anh muốn nói chuyện nhanh nữa. Thì anh cũng là xóm giềng nên làm gì cũng nói chuyện anh. Xóm giềng cái gì, anh cười chứ nói đâu người khác gì, anh thấy vui lắm thì anh về đi. Anh về với ổng đi, anh với ổng là một ruột mà. Tiền, đổi nào tiền. Đi về chưa? Giờ có đứa chị đi về chưa? Chỗ ta làm ăn. Tại vì không đứa chứ mày. Mình nhanh nhanh gì trời. Anh về đây. Kiếm tiền không có kiếm chuyện nha. Anh về đây. Tiện à. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy bữa nay chị được không? Được quá được luôn. Vậy hả? Mà tí nữa em với chị đi thắp nhang. Thắp nhang làm gì? Mỏ hổn quá, nghiệp cực á. Ủa hồi nãy chị có chửi ông gì đâu? Em nè. Vậy hả? Ừ. Ê, nghĩ gì vậy? Hèn gì tao thấy cái mỏ mà nó nhọn quá. Hồi nãy chị nghĩ hoài, nghĩ không ra. Chị biết nói quá đáng, chứ không biết nói gì. Mà ông buồn biết sĩ luôn. Nhưng mà ông tin thiệt hay là ông giả bộ với bữa trước cho không? Ông tin thiệt á, bữa nay em kỹ lắm rồi. Em đã khôn ra rồi. Em bị khôn thiệt không? Thiệt. Tao không biết à hả? Để có khi nào để mình qua để mình cuộc sống không? Ông mà thấy mà ông buồn rõ ràng rất là buồn thiệt á. Ê mà bộ mình ơi thì... Tại ông đang buồn về kinh bị tuột đề sức mà giờ còn bị vậy nữa. Mà nghĩ sao ông buồn nha, chết luôn á, có khi ông bị khùng. Ê, cái đó cho vừa, đáng đời. Ai biểu trọng người ta, giờ người ta kiếm chuyện cho biết. Chứ sao nữa? Đan đi. Biết đan không? Sao không biết chuyện nghề của người ta, không biết đan nhìn em à. Ai sao mày sao dữ vậy tiền. Nãy mới học được của bà đó, tới khúc này bà đi bà nữa rồi. Ê, chắc ông đi về ba ơi đi. Bỏ ra đi về. Đã cái từ gì đâu.